người dân xếp hàng ùn ùn mua nè. Trời ơi, không đến nỗi nào đâu các anh chị ơi. Đây chúng ta thấy nè, Vifong, người ta xếp hàng ở siêu thị Vifong. Xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Công xưởng và máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định. Người dân hết sức bình tĩnh và không đổ xô đi mua thực phẩm theo hộ chiếu đám đông gây nên sự xáo trộn không cần thiết. Người dân nên giảm bớt số lượng đi chợ, hạn chế tiếp xúc, nhưng không nhất thiết phải cùng vùng chở hàng về tích trữ trong gia đình. Sự bình tĩnh của cha mẹ lúc này là hết sức cần thiết để các con có thể bình tĩnh, tự tin, cư xử đúng mực. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực huyện Bình Chánh. Ngay chỗ này là khu dân cư mới mở sau này nè, khu Bình Hưng. Và hôm nay em có dịp đi qua quận 8 này gặp khách hàng, rồi sẵn đây chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh khi mà nhà nước đang có một cái biên bản công văn ngày hôm nay để nói về cái dịch Covid. Tỉnh nào ở tỉnh đó, thành phố nào ở thành phố đó, nhà nào ở nhà đó, tạm thời chúng ta ngưng hạn chế đi lại trong những ngày này. Với không có lý do thì mình sẽ ở nhà ha, hạn chế đi lại, trừ khi chúng ta đi làm hoặc là đi công việc gì đó cần thiết lắm thì mới ra đường. Và chính phủ cũng yêu cầu mọi người dân cũng đừng nên tích trữ đồ ăn, vì đồ ăn thực phẩm thì luôn có. Chúng ta ra đây là con đường quốc lộ 50, đi thẳng thì mình sẽ đi qua cầu Chà Và, đi qua cầu Nhị Hiên Đường, phía sau lưng chúng ta sẽ đi về Long An. Và hôm nay sau khi có cái công văn thông báo cho toàn quốc thì em có việc đi ngang ở khu vực Bình Chánh này nè, rồi thấy người dân ùn ùn đi mua thực phẩm, nhất là những tiệm tạp hóa đó, họ xếp hàng, họ xếp dài. Để xíu nữa em lại đây cho anh chị thấy xem nè. Nói chung là anh chị và các bạn cũng hãy bình tĩnh, hết sức bình tĩnh trong cái thời gian này, tại vì Sài Gòn thì vẫn chưa có đến nỗi nào trong cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng mà chúng ta chỉ là đề phòng thôi, mà mình cũng đừng nên hoang mang quá đó. Hãy chỉ hạn chế đi lại, chứ không nhất thiết phải cấm đi lại, nên anh chị đừng có hiểu lầm mà gây hoang mang. Ta đi tới tí thì có bến xe quận 8. Con đường này một con đường quốc lộ á. Nãy em đi ngang cái shop ngay gần chợ nè, rất là đông người xếp hàng chờ tới lượt mua đó, mua thực phẩm, mua rau, mua thịt, mua gạo, mua nói chung là mì gói rồi rất là nhiều luôn. Đâu rồi cái shop, đâu rồi? Qua rồi, chúng ta qua cái shop đó rồi. Chúng ta đến đây là bến xe quận 8 nè. Kìa, shop đó bên kia kìa. Rất là đông luôn. Bến xe buýt hiện nay thì đã tạm ngưng hoạt động rồi, để tránh sự lây lan của dịch bệnh. Thì xe buýt với lại xe đi các tỉnh đó, xe khách cũng tạm ngưng. Bên cánh trái chúng ta nè, à,
À, để quay lại cho các anh chị xem rõ ha. À, qua đường thôi, qua đường thôi. Đó. Người dân xếp hàng nè. Ở đây là cuối đường Tạ Quang Bửu. Đường liên tỉnh. Cuối đường thì có một dãy chung cư rất là lớn mới được xây sau này. À, mình sẽ hoành lại nha. À, người dân xếp hàng ung mua nè. Trời ơi, không đến nỗi nào đâu các anh chị ơi. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Ở đây thì chợ không có đóng và siêu thị cũng không có đóng nên mình mua lúc nào cũng được. Nếu mà mình tập trung như vậy sẽ rất là gây hoang mang cho nhiều người. Đó, ai cũng muốn mua nhiều thì tới người mua cần thì sẽ không có, mà người mua rồi sẽ thấy dư. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Mình sẽ đi về. Em đang trên đường đi về từ quận 8 Bình Chánh đi về quận 5. Ở đây thì xe cộ nó cũng hơi khá đông. Bữa nay bà con ai cũng hối hả vội vã. Nói chung là bữa nay là một ngày rất là căng thẳng đối với người dân cũng như các cơ sở công ty doanh nghiệp. Thì hiện tại thì các doanh nghiệp vẫn hoạt động ha. Các cửa hàng buôn bán thực phẩm ăn uống, thực phẩm thì vẫn mở ha. Ăn uống rồi quán cà phê thì chỉ bán đem về thôi chứ không có tụ tập. Đó, như đây chúng ta thấy mì gói, bánh mì nè, bánh mì heo quay rồi gạo rồi. Thôi nói chung là tất cả vẫn còn, không những cái mà cần thiết vẫn còn ha, như trứng nè, hay quá thì trứng luôn nè. Mình lo xa thì vẫn tốt hơn, nhưng mà cũng đừng nên hoang mang quá vì cái hiểu lầm cái thông tư, cái biên bản, cái công văn của chính phủ gây xáo trộn. Đó, chị theo ai cũng hối hả đi về. Mấy nay thì nhà nước liên tục đưa ra những cái công văn để nhằm ngăn chặn cái sự lây lan của dịch bệnh. Như là người bán vé số thì tạm thời ngưng bán trong khoảng 15 ngày. Thì trong khoảng 15 ngày này thì chính phủ cũng có đưa ra cái sự gói hỗ trợ cho người dân. Thì việc hỗ trợ này được thực hiện bởi những cái Bộ Tài chính, nhưng mà những cái tùy khu vực, mỗi khu vực thì sẽ có một anh, những anh công an khu vực đó, cơ quan địa phương đó, họ sẽ thống kê danh sách những người bán vé số trong khu vực của họ, rồi họ sẽ nộp lên và nhà nước sẽ chi tiền hỗ trợ. Nhưng mà thời gian chắc cũng khoảng vài ngày. Nói chung là tất cả chúng ta đều có sự ảnh hưởng, nhưng mà mình cũng phải chung tay để cho cái thời gian dập dịch này nó nhanh hơn. Còn kéo dài ngày nào thì chúng ta mệt mỏi ngày đấy. Chúng ta đang xuống cầu Chà Bà, cầu Nhị Thiên Đường. Rồi đi qua cầu Chà Bà, sẵn đây dẫn các anh chị chúng ta cùng đi dạo một vòng chợ lớn xem sao ha.
Và thẳng đường này chúng ta sẽ đi đến cầu Java. Chúng ta sẽ đi qua quận 5, mình sẽ dạo một vòng chợ lớn rồi đi về nhà luôn ha. Những cái những video gần đây thì em thường xuyên chạy xe máy, rồi sẵn trên đường đi về hay là trên đường đi làm hay là đi công việc thôi, chứ không có chủ động đi bộ lang thang rong ruổi thông dong cùng anh chị và các bạn được. Mong bà con thông cảm ha. Giờ này cũng là gần tới giờ tan sở rồi, nên người dân cũng tất bật hơn, ta thấy cũng hối hả hơn, ai cũng tranh thủ chạy về. Con đường này là con đường Tùng Thiện Vương, đi tới tí thì chợ Sớm Củi, chợ Sớm Củi bên tay phải ha. Và chúng ta cũng hy vọng là cái đợt đại dịch này nó sẽ sớm đi qua để tất cả chúng ta trở lại cuộc sống bình thường và anh chị cũng có dịp đến Sài Gòn một cách thoải mái hơn. Mình sẽ qua cầu Chà Và đi qua chợ lớn ha. Sẵn tiện mình dạo một vòng xem sao. Cầu Chà Và ngày nay thì rất là lớn. Trên cầu thì có một cái ngã rẽ để quẹo xuống đại lộ Võ Văn Kiệt nè, đại lộ Đông Tây đó, đi về quận Nhất nè, qua hầm Thủ Thiêm nè. Những cái video như thế này, những nội dung này thì up lên chắc có lẽ sẽ rất nhiều anh chị cũng ở xa cũng quan tâm đến tình hình Sài Gòn. Hy vọng là anh chị cũng giữ gìn sức khỏe và hãy cẩn thận, hạn chế đi lại trong những ngày này. Chúng ta xuống đây là con đường Hải Thượng Lãn Ông, cũng là con đường Khổng Tử ngày xưa. Mình sẽ quanh trở lại ha. Và ở đây là cũng có rất nhiều người vô siêu thị mua đồ nữa nè, và họ xếp hàng không lên ha. Thật ra thì không lên như vậy. Dịch bệnh sẽ qua thôi mà. Đây chúng ta thấy nè, Vi Phong, người ta xếp hàng ở siêu thị Vi Phong. Đây là con đường thuốc, bán rất là nhiều thuốc. Hướng này là ngược hướng mặt trời đây, nó hơi tối ha, các anh chị thông cảm nha. Chứ chúng ta cũng nên lạc quan một cách không phải lạc quan thoải mái coi như không biết chuyện gì, nhưng mà mình cũng phải hiểu rõ vấn đề, mình đừng có nên hoang mang quá rồi gây xáo trộn, mệt mỏi lắm. Suốt ngày cập nhật tin tức bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người này kia, thì nước nào nhiễm tới đâu, nước nào tới đâu, thì thật ra rất là áp lực, rất là căng thẳng luôn á. Nhưng mà để giảm bớt căng thẳng thì anh chị cũng mở video lên, mở YouTube lên và xem video Sài Gòn ha. Mình xem những hình ảnh của Sài Gòn, những con đường xưa, nơi đó cũng có những căn nhà xưa. Và chúng ta đang có mặt đây là đường Hải Thượng Lãn Ông, giao với Phùng Hưng. Ở đây là có đình Ông Bổn, đình Ông Bổn ngày nay. Ở chợ lớn này lúc nào cũng tấp nập, nhưng mà trong cái thời buổi này thì không có đông lắm, nhưng mà vẫn có sự tấp nập buôn bán ở đây. Chúng ta thấy các ngành hàng đều vẫn còn hoạt động ha, trừ những gian hàng mà không cần thiết,
với đồ trang trí nhà cửa rồi đó. Thì thực ra bây giờ cũng không có quan trọng lắm những cái nhu yếu phẩm này. Ở đây bán ni lông túi xách. Chúng ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái qua bên kia đường, vòng qua một vòng chợ Kim Biên xem sao. Rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây để các anh chị cùng xem về Sài Gòn một cách thực tế hơn. Mình hãy sống chung với lũ, mình đừng có quan mang, cũng bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Coi như đây là cơ hội để chúng ta ở nhà với người thân, với gia đình, chăm sóc gia đình tốt hơn. Mình sẽ quẹo vô chợ Kim Biên ha. Lúc trước thì chợ bán rất là nhiều, nhưng mà một vài kiosk ngày nay thì cũng đóng cửa. Bây giờ có một số shop người ta bán chậm quá đó, rồi nên thành ra thôi nghỉ. Với lại nhà nước cũng khuyến cáo nếu không cần thiết thì ở nhà, nên con số người họ cũng nghỉ. Với lại giờ này cũng là giờ dọn chợ đó. Phía trước chúng ta đó là đường Phan Văn Khỏe. Mình sẽ quẹo trái đi vòng qua bên kia, rồi chúng ta sẽ đi về. Bình ha, ở đây vẫn buôn bán, không đến nỗi náo nhiệt như ở ngoài những con đường lúc nãy chúng ta đi qua. Và đây một bên Hải Thượng Lan Ông nè, nãy mình đi bên kia giờ mình đi bên đây, rồi chúng ta sẽ tạm biệt. Hy vọng là chị và các bạn cũng đừng nên hoang mang, hãy bình tĩnh. Nên hạn chế đi ra đường, hạn chế đi chợ. Ví dụ đi chợ hôm trước ngày đi 3 lần, sáng trưa chiều hoặc là sáng chiều, thì hôm nay chúng ta đi cho hôm nay và ngày mai, ngày mốt thì chúng ta đi tiếp đó, 2 ngày đi một lần thôi, hạn chế. Ngày nay thì buôn bán gì cũng chậm ha, hàng hóa thì quá trời này, chứ đâu phải không có. Ảnh hưởng đến tất cả các ngành luôn, riêng ngành vi tính của em thì hiện nay vẫn hoạt động bình thường ha. Vẫn còn nhu cầu, tại người ta cũng có nhu cầu mua máy để sử dụng tại nhà đó, người ta làm việc tại nhà, nên thật ra ngành này nó cũng đang hot. Rồi một số hình ảnh dạo quanh quận 8 và chợ lớn gửi anh chị và các bạn. Số thông tin chia sẻ cùng anh chị sau công văn của chính phủ, ai ở yên nấy, nhà ai ở, nhà ai ở đâu ở yên đấy. Thành phố nào ở yên thành phố đó, phường nào ở yên phường đó, thì cũng gửi anh chị và các bạn xem để cập nhật tình hình của Sài Gòn ha. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc sức khỏe anh chị và các bạn.